Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Liên quan đến vụ việc một nữ sinh nghi bị xâm hại tập thể sau cuộc nhậu, nhà trường nơi nữ sinh này học tập đã có báo cáo ban đầu về vụ việc. Theo báo cáo của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hóa Tiến, trường đã nhận được tin MDTTH, học sinh lớp 11A2 bị tai nạn giao thông sau khi cùng bạn về chơi tại xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa. Theo thông tin nhà trường nhận được, sau khi cùng nhóm bạn ở xã Trung Hóa giao lưu, hát về nhà bằng xe máy và tự gây tai nạn giao thông tại xã Hóa Hợp vào lúc chiều tối. Sau đó hát được gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế. Theo đó, nhà trường nghe thông tin trước khi bị tai nạn, em hát bị nhóm bạn làm hại sau khi ăn nhậu tại xã Trung Hóa. Em hát đã bị nhóm nam thanh niên này đưa vào nhà nghỉ trong tình trạng say xỉn và liên tiếp thực hiện các hành vi đổi bại. Sau khi bị xâm hại, hát tỉnh dậy và hoảng loạn chạy về nhà thì không may gặp tai nạn. Nhà trường đã liên lạc với gia đình để nắm tình hình của học sinh và gia đình khẳng định có sự việc em hát đã bị làm hại sau cuộc nhậu với nhóm bạn. Người nhà nạn nhân sau đó đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Theo một số nguồn tin, có ít nhất hai nam thanh niên liên quan đến vụ việc đã được cơ quan chức năng triệu tập điều tra. Trong đó một đối tượng 17 tuổi ở xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, một đối tượng 20 tuổi ở xã Lâm Trạch, Bố Trạch. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra. Vừa qua một nguồn tin cho biết, liên quan đến thi thể được phát hiện tại quán karaoke An Phú Bảo Hoàng, đường Trần Quang Diệu, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bước đầu nhận định đây có thể là một tai nạn. Nguồn tin cho hay, Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và chờ kết quả xét nghiệm ADN của nạn nhân. Cũng theo nguồn tin, tại hiện trường công an còn phát hiện thêm chiếc điện thoại được cho là của nạn nhân. Đây là tình tiết quan trọng trong quá trình điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương vừa cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, cơ quan công an thấy có vết thương trên cơ thể nhưng không phải do hung khí gây ra. Công an thông tin nạn nhân có thể thiệt mạng cách đây khoảng 3 tuần. Tuy nhiên, để có kết luận cuối cùng về vụ việc này, có phải án mạng hay không thì vẫn cần thêm thời gian để làm rõ. Bước đầu, lực lượng công an xác định thi thể nhận diện bên ngoài có nhiều điểm tương đồng với ông Lu Quỳ Lòng, sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc. Người này được gia đình thông báo mất tích một tháng trước đó. Được biết chiều ngày 15 tháng 10, anh Nguyễn Văn Tú, 30 tuổi, chở theo người cháu từ An Giang lên Bình Dương đến quán karaoke An Phú, hiện trường vụ cháy 32 người chết năm 2022. Đang bỏ không với mục đích quay video đăng mạng xã hội kiểu khám phá. Một mình anh Tú vào trong quay video, khi đi sâu vào khu vực bãi xe trước đây của quán, anh phát hiện một bàn tay người từ khuỷu tay đến bàn tay đang phân hủy cạnh thùng rác lớn màu xanh. Tại hố ga gần đó có phần đông người nổi lên, cũng đang phân hủy. Anh Tú sợ hãi chạy sang ngoài cùng người cháu về quê ngày, không báo cho công an địa phương. Sau khi bình tâm, anh này đã gọi đến công an phường An Phú trình báo. Hiện công an Bình Dương vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc. Công an Đà Nẵng đang điều tra nghi án sát hại bạn gái trong nhà nghỉ. Trong khi đó, trên mạng xã hội đang lan truyền các clip hình ảnh màn cầu hôn tại một nhà hàng trước đó được cho là của cặp đôi trên. Được biết vào tối ngày 17 tháng 10, công an Đà Nẵng đã có thông tin về vụ việc trên. Theo đó, sau 4 giờ tiếp nhận thông tin, từ kết quả điều tra, phối hợp làm việc với những người có liên quan, công an thành phố Đà Nẵng đã làm rõ vụ án giết người, tạm giữ đối tượng gây án là Phan Văn Minh, 27 tuổi, chủ xã Tân Lập, huyện Con Giấy, tỉnh Con Tum. Theo điều tra, Minh mới xuống Đà Nẵng ngày 14 tháng 10, đối tượng và chị IH 23 tuổi, chú huyện Đắk Lây, tỉnh Con Tum có mối quan hệ tình cảm. Tại Đà Nẵng, Đối tượng thuê phòng tại nhà nghỉ TB, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, khoảng 10 giờ ngày 16 tháng 10, tại phòng số 6 của nhà nghỉ trên, do mâu thuẫn, mình vùng hai con dao tác động vào người chị YH khiến nạn nhân thiệt mạng tại chỗ. Sau khi phạm tội, mình rời khỏi nhà nghỉ, lần trốn tại khu vực đồi núi thuộc xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và uống thuốc diệt cỏ. Sau khi bị công an thành phố Đà Nẵng giữ, mình đã được đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, hiện sức khỏe của nghi phạm ổn định nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sau khi khám nghiệm, chị Hát đã được đưa về quê để gia đình lo hậu sự. Liên quan đến vụ việc, ông GVT, chủ quán cơm gà gần nơi xảy ra vụ việc kể lại, khoảng tầm gần 11 giờ trưa ngày 16 tháng 10, nghi phạm rời khỏi nhà nghỉ với biểu hiện nghi vấn. Ông VT cho biết thêm, sau khi gây án thì anh ta đã gọi điện thoại báo cho người nhà nạn nhân là mình đã sát hại IH. Gia đình nghe tin thì điện thoại báo công an và sau khi chủ nhà nghỉ lên kiểm tra thì thấy nạn nhân đã tử vong. Nhận được tin báo thì công an đã xuống phong tỏa hiện trường để điều tra. Trên mạng xã hội đang có nhiều thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc này. Có người cho biết mình và chị Hát yêu nhau một thời gian nhưng gã đàn ông thường xuyên động tay chân với bạn gái. Thông tin từ công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đơn vị đang điều tra vụ ẩu đà trên đường phố với nhiều tiếng nổ như tiếng súng, hiện trường có vỏ đạn. Thông tin ban đầu khoảng 3 giờ 40 sáng ngày 17 tháng 10, trên đường Đồng Khởi thuộc khu phố 9, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa. Một nhóm thanh niên cầm theo mã tấu đi trên đường hò hét chửi bới. Một lúc sau, người dân sống gần khu vực này nghe nhiều tiếng nổ như tiếng súng. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định có hai nhóm thanh niên mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả tại khu vực ngã ba giữa đường Đồng Khởi và đường Phi Trường, trước cây xăng 26. Cụ thể hai nhóm thanh niên đuổi đánh nhau trên đường Đồng Khởi hướng về ngã tư Tân Phong. Giữa đuổi đánh nhau được một đoạn, một số thanh niên đi trên xe máy tìm cách đập phá chiếc ô tô mang biển kiểm soát 60K 29572. Bị tấn công, tài xế xe ô tô quay đầu chạy ngược lại và lao vào một số người đi xe máy, khiến một chiếc xe máy bị cuốn vào gầm. Chiếc ô tô sau đó lao lên về hè và đâm vào cột cổng nhà dân thì dừng lại. Nhận được tin báo, lực lượng công an thành phố Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra vụ việc. Tại đây, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vỏ đạn, mã tấu do nhóm trên bỏ lại. Theo người dân ở gần hiện trường, trước thời điểm hai nhóm thanh niên ẩu đà, họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn như tiếng súng nên không dám ra ngoài. Một lúc sau phát hiện nhiều người tham gia vụ ẩu đà đã bỏ chạy khỏi hiện trường, trong đó có người nghi bị thường nặng. Liên quan vụ thầy giáo bị phụ huynh tố cáo xâm hại nữ sinh cấp 2, ngày 17 tháng 10, thông tin từ Công an thành phố Di An, tỉnh Bình Dương cho biết, Đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Đình Lương, 31 tuổi, ngụ thành phố Dĩ An về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng của một phụ huynh tố cáo ông Văn Đình Lương, giáo viên dạy môn thể dục kiêm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong liên đội trường trung học cơ sở Võ Trường Toàn, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương có hành vi làm hại con gái mình. Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Hầu hết người dùng mạng xã hội đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Di An sau khi nắm thông tin đã chỉ đạo cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Nếu các thông tin tố cáo được xác minh là đúng sự thật, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Theo điều tra ban đầu, trong quá trình làm việc Văn Đình Lương nhiều lần có hành vi không đứng đắn đối với nữ sinh lớp 6 như tố cáo của phụ huynh. Sau đó, công an thành phố Di An đã tạm giữ Văn Đình Lương để điều tra. Tại cơ quan công an, người này khai nhận hành vi phạm tội. Nam giáo viên này đã có vợ và hai con.